giải khát sớm với chú. Đấy. Trốn trên phố ra đây. Dạ. Dạ. Giờ nó cái này. Cái nào chú? Thằng xuân trước. Để xem cái đã. Sao lại trăng sớm thế anh? Đi về không chưa? Mày. Xuân trước á. Bao nhiêu tiền chú? Rồi 2 củ rưỡi như thế nào? Rồi chắc thích cái gì? Thích rồi. Xuân trước kỷ niệm em cái này à? Kỷ niệm thằng em cái cây đấy. Ông áo đen kia bảo rồi, nhưng ông buồn kìa. Có cây si hay quá nhỉ? Đấy nhỉ? Cây kia cũng si nhỉ? Si búp đỏ. Sang nó có cây gạo hay quá. Ai cắt? Bán rồi, lão luộc lại. Cái to kia. To gốc quả. Không biết nhỉ. Nhưng mà chú không còn chỗ nữa. À thế à? Nó bảo là chú lấy. Để cho ông ấy bao tiền anh. Để tí nữa nếu mà đẹp ra để sút lại. Cây đẹp hết. Thôi đẹp anh kiếm cho cây khác. Cho cây đẹp. Chưa nhìn thấy, ý là sợ ra đấy lại hấp dẫn quá. Cây này thì bao nhiêu? Là phải khiêng luôn. Cây này thì bao nhiêu? 15 triệu đẹp. Xì búp đỏ. Đang mát rồi lại đi về thế. Em ơi, ba nhà từng lên làm việc luôn. Đưa ông chú vào nhà chơi. À đây. Chú bảo là vào nhà chơi. À rồi. Bật. Trốn máy làm mới ra được. Ok anh, cây này hay đấy. Nhưng mà chẳng có chỗ nào để rồi. Trên cả mà cũng lên đấy. Em ở đây. Cái đàn rút. À, cái đàn nhà bò à? Đây là gốc của đây. Cái này của... Vào đây. Một sơn trà nhìn tưởng qua giấy tím. Sơn trà. Ông về nhà này. Em về nó chơi. Sơn trà. Anh Lập có cây đào đấy. Đây là tất từ đây lại đúng không? Cây này không biết bao tiền. Đây à? Cây này là mấy chục đồng em? 6 triệu. Điền đấy chứ nhỉ? Yeah. Giá giật mình. Giá giật mình. Đấy. Hãy gọi cho anh Lập chứ không phải ông Lập ở đây đâu. Ông Lập. Lập con quá đẹp Lập. Thợ quay mua bán rẻ nữa. Đấy, thợ mua rẻ nữa. Yên tâm còn hạ giá nữa. Không, đấy là chỉ hạ giá cho ông quay. Đấy, ở đây. Hạ giá bán cho ông quay hoặc là ông nào quen ông quay. Không quen không bán. Quen không bán đâu. À, được. Hết tiền đâu để. Má, ốp phát tối là nhân nhỉ. Ốp phát tối nhân. Này đây. Cây này của không biết của bác nào nhỉ? Cây của anh à? À đây. Này mấy đồng đây? Mấy đồng? Hả? Mấy đồng? Con này à? 4 đồng rưỡi. Cả tượng cả chậu. Vệt ra làm tiền ra tính tử. Số điện thoại vào đấy. Lấy số, đọc số. 0979 796 881 thằng tinh nào? Anh Ngọc. Gì nậu ít chơi nhỉ? Anh Lập cứ đọc số đây. Anh em nào thích thì alo. Nếu mà còn lần này người ta lại hỏi lại 034 722 9568 đấy. Ô, với ông nào hợp nhãn thì gọi chứ nó xem ở trước lần này lại không nhớ. Mực mấy này bao nhiêu anh?
bao nhiêu nhỉ? Đi ra xa. Nguyệt Quế. Nguyệt Quế Hóa Thạch. Nguyệt Quế già Hóa Thạch. Nguyệt Quý. Đàn Hoa. Đấy, Trung lại dẫn khách về nhà đây. Công nghiệp Phụ Nghĩa. Bước từ từ, từng cây một. Sung nè, hay phết nhỉ. Này thì giá rẻ giật mình thôi đúng không? Triệu rưỡi. Xem nào. Hạ giá cho thằng em cây này về chơi nào. Giá 2 triệu. Cái này để uống trà vui. Còn trà đây. Sạch. Cầm lên cái đã. Bày sạch nhẹ. Có ấm rồi. Mua cả cây được cả ấm. Ấm. Dưới này còn trồng được nữa cơ. Mà tôi để thế ta. Đây này, mini 2. Cái này của bác nào đây? Bốt được sáng. Sáng cây. Nhưng mà còn phải nuôi lâu. Quê bệ hơi thưa chút nhưng mà thoáng đều thiếu một chỗ đằng tí đằng này tí đằng này một cái da sáng. Bà giờ mới chạy ra được. Cây này của anh Vội à? Không. Cổ. Nhiều tiền không anh? 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn. Quê đúng không? Quê nhỉ? Quê anh Vội nhỉ? Sao mà nhìn nó bợt nhỉ? Hạt. Phù hợp với ai chơi tung cao. Thiếu tí đây. Không sao. Cũng sáng. Cây cũng sáng. Cũng phải là điện hạt. Sáng cây. Một cách này tốt tí hôm nay cũng được. Làm khôi này. Đây là rộng. Hơi thưa chút cũng được. Phục kịch. Ngô cục phết. Cục này cắt khôi được. Còn nếu mà giá mà bị cắt khôi là thân mình chưa nhìn rõ tiền sáng chưa nhìn rõ màu giờ mình nhìn để cái chậu nhìn ấy quá nhỉ. Cắt bỏ cái ngọn này đi anh ạ. Cắt bằng tay. Máy thì này bên này nó phải. Lắc lại gian nan phết nhỉ. Được cái u cục phết. U cục. Được cái u cục.
chung là cũng một lòng cây chơi được.